Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để vẽ được ba cái đấm bốc, đầu tiên mình sẽ phải đi các loại hình dáng của ba cái đấm bốc. Ở đây mình đã có mẫu sẵn của ba cái đấm bốc, bây giờ mình sẽ đi in. Như các bạn đã thấy thì mình đã đi phác họa xong hình dáng bên ngoài của bao tay đấm bốc, bây giờ mình sẽ vẽ tiếp các chi tiết còn lại. Như vậy là mình đã vẽ xong hình dáng của bức tranh ba tay đấm bốc, bây giờ mình sẽ dùng bức tranh để đi tô và in đậm lại cho bức tranh mình đẹp hơn. Sẽ đi tô các chi tiết bên trong. Khi đi tô các chi tiết thì các bạn tô làm sao tránh cái nét của mình đi vào trong các chi tiết khác. Và chi tiết khác thì trong tranh của chúng ta rất là xấu các bạn ạ. Là mình đã đi tô xong các chi tiết bên trong để bức tranh của mình được đẹp hơn, mình sẽ dùng tại tại đi các chi tiết chỉ thừa trong bức tranh của mình để cho bức tranh mình
đẹp hơn. Vậy là bức tranh vẽ bao tè đấm bốc của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn.